khỏe một lời chào cho chồng nhất. Đầu tiên, để bắt đầu cho tiết mục ngày hôm nay thì Vũ sẽ xuống sân khấu để mời một bạn khán giả có thể lên đây. Và đầu tiên thì Vũ sẽ mượn của một bạn ở đó một tờ tiền. Và đầu tiên thì mượn một tờ 1.000 thôi. Có bạn nào có tờ 1.000 đúng không ạ? Một tờ 1.000 nữa ạ, chỉ cần 1.000 nữa đủ. Ok, có bạn đúng không? À, bây giờ thì Phú sẽ cần một tờ 1.000 này. Và sau đó anh sẽ làm gì? Phú sẽ mời bạn khán giả vào đó, mà đây là cái trò mà Phú chưa bao giờ diễn. Và có thể nói là cả thế giới này chưa diễn bao giờ, Phú đảm bảo được nó. Đây là cái trò mà Phú đã thử nghiệm và Phú đã làm. Và ngày hôm nay thì Phú sẽ diễn cho sân khấu tại thôn Sơn Đồng. Và Phú sẽ mời bạn Nam vào đó đi. Bạn Nam được kể quá. Bạn Nam là tôi con trai có rồi. Ok, mời bạn. À được, con trai. Rồi mời bạn sân khấu. Nói là cũng khá là hay. Theo Phú nghĩ là như vậy, nhưng cũng chả biết là nó hay như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đón xem. À quên, vừa nãy thì em bé kia đã cho mình mượn tiền. Không biết bạn có mang tiền đây không? Chắc là mình cũng có tiền thôi, nhưng mà mình muốn mượn của bạn một tờ tiền. Mình sẽ mượn một tờ. Bạn có nhiều không? Rất nhiều à? Ở đầu tiên cho mình hỏi bạn tên là gì đã. Mình tên là Nguyễn Văn Nam. Nguyễn Văn Nam à? Ok, thì bây giờ mình sẽ mời bạn, mình sẽ mượn bạn một tờ tiền ở đó, một tờ tiền giấy. Phú rất là thích tiền giấy, biến từ tiền giấy thành tiền polymer rất là thích, nhưng mà lần này Phú sẽ không biến nữa. Phú sẽ mượn bạn một tờ tiền giấy 1.000, 2.000 hay 5.000 đấy, bạn có cho Phú mượn à? Có tiền 2.000 à? Được rồi, ở đây thì Phú đã có tờ tiền giấy của bạn, và đây là tờ tiền mệnh giá bạn Phú, bạn mới đưa cho Phú 2.000 đồng. Thì bây giờ bạn hãy cầm tờ tiền giấy này. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn. Thường thì tiền giấy lúc nào nó cũng chỉ có một duy nhất đúng không ạ? Bởi vì cái số đề thi nó quyết định rồi. Chúng ta đọc cái số đề thi thì sẽ quyết định được cái số tiền nó là chỉ có duy nhất trên thế giới, một số một tờ tiền đó thôi. Bây giờ bạn hãy đọc cho Phú số đề thi vào đây. Phú có cái bút này. Phú sẽ viết cái số đề thi trước mặt tất cả quý vị khán giả, chắc là đến sáng thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy. Ok, bạn đọc yên tâm là giấy bình thường. Ok, bạn đọc cho Phú cái số đề thi của nó đi ạ. Bắt đầu 4 8 2 0 7 2 7. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Và tiếp theo thì Phú sẽ dùng cái tờ tiền của bạn, Phú sẽ cho vào trong phong bì này. Cầm giúp mình cái mic. Phú sẽ đốt cái phong bì này, đúng không ạ? Yên tâm là không mất đâu. Và thường ngày buổi chiều thì mình cũng không có đâu, nhưng mình chỉ đốt phong bì thôi nhé. Nhưng mà bên trong có tiền thì không biết là có cháy không. Đây đứng nhá.
các bạn đã nhìn thấy chiếc phong bì của Phú đang cháy. Thôi chắc là hôm nay thời tiết nó hơi nóng nên là nó khó đốt. Ok, nó đã cháy rất là to rồi. Phú sẽ đốt trước mặt tất cả quý vị khán giả và hoàn toàn hơn có thể ở đây là chắc là hơn 1.000 con người có thể nhìn thấy chiếc phong bì cháy và không biết tờ tiền bên trong là có cháy không thì chắc là Phú cũng không biết được. Bởi vì Phú chỉ biết Phú nhìn thấy cái phong bì Phú đốt thôi. Ok không ạ? Ok, Phú sẽ để nó ở đó. Chắc là nó sẽ lát nó sẽ cháy hết. Tiếp theo thì Phú sẽ nhiều bạn là khán giả. Ok, mời bạn khán giả có thể kiểm tra cho Phú cái bát này. Rồi đây em đứng lên. Không có gì, đây chỉ là một cái bát ăn cơm bình thường thôi, không có gì cả. Nó có cái gì không ạ? Rồi em có thể kiểm tra thoải mái, không có gì. Thôi ơi, cảm ơn bạn. Anh rất thích điều này vì trẻ con rất là thích xem ảo thuật. Phú lúc nào rất là thật. Nhớ là đây chắc là không là ảnh hưởng gì. Tiếp theo thì Phú sẽ ở đây Phú có ba quả trứng. Ba quả trứng này thì hoàn toàn Phú nghĩ là nó cũng sẽ bình thường luôn. Nhờ bạn chọn cho mình được một quả, một trong ba quả trứng này. Ok, một trong ba quả trứng bạn thích quả nào cũng được. Ok không? Đấy đúng không? Bây giờ bạn kiểm tra xem nó có bình thường không? Thế bạn là bình thường. Bình thường. Đúng ok. Bây giờ bạn hãy đập quả trứng này ra. Đập quả trứng này ra. Ok. Cẩn thận nhau không dây bẩn ra. Ok. Bạn ấy đang hơi run. Ok. Vâng, bạn thấy cái gì ạ? Vâng. Đây các bạn. Lấy cẩn thận. Ok. Lấy tiền ạ. Lấy ra. Bây giờ thì đây nhờ bác em nhờ chị MC đây chị có thể đứng ở đây ạ. Không biết làm. Đây em nhờ chị luôn. Ở đây thì em vừa lấy ra được trong này một cái tờ tiền. Thì bây giờ chị mở ra ok. Nó hơi vẫn có dính mùi trứng một chút nhưng mà chị cũng thông cảm nhé. Ok. Ở đây thì chị có thể đọc với em cái số đấy đi mà em vừa mới lấy được trong quả trứng ra. Số CD được mang tên 4 8 2 0 7 2 7. Có đúng ạ? Vâng, kết mục của Phú đây là kết thúc. Chia thành cảm ơn quý vị. Vâng, một tràng pháo tay của tất cả quý vị được không ạ? Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là tiền của bạn, mặc dù hơi bẩn chút nhưng mà tôi cảm nhận. Ok, cảm ơn bạn. Kết thúc chương trình giao lưu văn nghệ với cả thôn Sơn Đồng ngày hôm nay thì Phú xin gửi tặng tất cả quý vị một tiết mục hát. Đây là một bài hát của một nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Bài hát được mang tên Mai Này Con Lớn Lên ạ. Mai này con đã lên thiên đường qua bao giờ.
buồn xuống một đêm nay bên nhà mai phù. Vui đứng lại sân khấu một chút đi. Kính thưa quý vị, đây là một tài năng rất trẻ. Tôi ngồi ở đây, phía dưới này, nhưng tôi không thể phát hiện được ra rằng là Khắc Phú sẽ làm cái tiết mục như nào để có được đồng tiền trở lại như vậy. Và một tiết mục rất hay, và đây là một tài năng rất trẻ. Không những vậy, bạn còn tham gia và có một chất giọng rất hay. Và sau đây là anh Nguyễn Khắc Hùng sẽ lên Bí thư phân đoàn 2 sẽ lên có món quà để tặng cho ca khúc này. Quý vị ơi, quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho phần tăng lên vừa rồi của Khắc Phú được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thay mặt phân đoàn 2, xin cảm ơn bạn Phú đã gửi đến tiết mục trên phân đoàn 2. Và xin bà con quý vị có một tràng pháo tay để cổ động viên cho bạn Phú được không ạ?